Dẫu ồn ào đừng lanh mảnh hàng cây, nhẹ bước chân và nói khẽ thôi. Thành cộng rồng sau đồng đội tôi nằm chật, một thất đất là một cuộc đời có thật. Cho tôi hôm nay đến nghèo nào. Chiến tranh đã đi qua, nhưng những dấu ấn của nó vẫn còn mãi cho đến bây giờ. Đâu đó sẽ đến sông Thạch Hằng, hay dưới những thảm cỏ xanh kia, là mẫu sức của hàng ngàn chiến sĩ giải phóng quân trên khắp cả nước và đồng bào Quảng Trị. Để cho đến bây giờ, một lần nhắc đến thành cổ, trong trái tim người dân Quảng Trị, cũng như trong trái tim những ai đã từng sống và chiến đấu trên mảnh đất này, đều khắc khoải, bồi hồi, tự hào về một quá khứ hào hùng, nhưng cũng đầy mất mát và hy sinh. Các anh hy sinh, nhưng hài cốt của các anh không còn được nguyên hình hài nữa, bởi máu và sức thịt của các anh đã hòa vào lòng. Vì vậy, từng thất đất, cành cây, ngọn cỏ, hay một bậc chân đoạn chúng ta vào thành cổ hôm nay, thầm máu để bao chiến sĩ đồng bào cả nước và nhân dân Quảng Trị anh hùng. Với những giá trị lịch sử được đúc kết từ sức máu, sự hy sinh cao cả của quân và dân ta, thành cổ Quảng Trị ngày nay đã được trùng tu tốt tàu, trở thành là một khu tưởng niệm, nơi chúng ta tri ân, tôn vinh các anh hùng liệt sĩ đã mãi mãi yên nghỉ ở mảnh đất này. Khác với các nghĩa trang lịch sử Trường Sơn, nghĩa trang lịch sử Đường Chính, hay các nghĩa trang lịch sử khác, mỗi liệt sĩ đều có một đặc mộ, cho dù anh biết tên hay chưa kịp biết tên. Nhưng khi đoàn chúng ta đến với di tích thành cổ Quảng Trị, đây được ví là một nghĩa trang không có đặc mộ, chỉ có đài tưởng niệm, được mô hình hóa là một đặc mộ chung cho hàng ngàn chiến sĩ đồng bào cả nước đã mãi mãi yên nghỉ ở mảnh đất này. Đài tưởng niệm là đỉnh điểm của sự hòa thân, là nơi trú ngụ của những linh hồn bất tử, nơi giao hòa giữa sự sống và cái chết, giữa quá khứ và hiện tại. Đài tưởng niệm mang tính siêu thoát, xuất phát từ quan niệm nhân sinh vũ trụ quan của triết học phương Đông, cũng như quan niệm về lẽ sống và cái chết mà người xưa để lại, để cho tất cả những ai hôm nay đặt chân đến thành cổ Quảng Trị đều cảm nhận được cái bi hùng khốc liệt của ngày hôm qua mà thắp nén, để tưởng nhớ cái anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự trường tồn của tổ quốc, vì độc lập tự do và hạnh phúc của nhân dân. Đài tưởng niệm được xây dựng dựa trên thuyết âm dương ngũ hành. Tầng phía trên cùng, tầng mà cả đoàn vừa đứng và dâng hương, tầng này nó tròn và bên trong tạo ra thể lợi nghi theo thái cực đồ, có các phần âm và phần dương. Một đầu phần âm là phần hồ nước, ở trên đầu nước có một cái đền thờ được ốp bằng đồng. Cây đền thờ được ví như là một cây thiên mệnh, là mạch nối thiêng liêng giữa trời và đất, để truyền tải linh hồn các chiến sĩ đang yên nghỉ ở mảnh đất này sẽ được siêu thoát ở cõi vĩnh hằng. Ở đó linh hồn của các anh sẽ thanh thản, bởi ngày ngày mọi người nhớ ơn các anh về với thành cổ, thắp một nén hương thơm để tạo lòng tưởng nhớ, tri ân và tôn vinh các anh. Đỉnh của cái đền thờ có ngọn lửa với ý nghĩa là ánh hào quang luôn tỏa sáng trong cuộc chiến tranh một ngày đêm, quyết tử cho tổ quốc, quyết sinh. Phía giữa cái đền thờ có tượng ba ảnh mây thể hiện mối quan hệ tam tài thiên địa nhân, tức là mối giao hòa giữa trời đất và con người. Phía dưới ba ảnh mây có ba bát cơm đầy chồng lên nhau. Theo quan điểm của người Á Đông, chúng ta thường cúng cơm cho những người đã, một bát cơm cho tất cả những ai sống trong một kiếp người trên 61 tuổi, và ba bát cơm cho những người ra đi khi tóc đã còn xanh. Mà cái anh gặp gì mãi mãi yên nghĩa mảnh đất này khi tuổi đời còn rất trẻ, 18, 20, cái lứa tuổi đẹp của đời người, nên ba bát cơm để chúng ta tưởng nhớ đến những người ra đi khi tóc đã còn xanh. Được phần dương về bên ngoài, nơi cả đoàn vừa đứng và dâng hương, phần này được lát bằng nền gạch màu đỏ. Màu đỏ là màu sinh khí vận hành, màu sự sinh sôi, nảy nở. Và giữa phần dương có một phần tiểu âm khuyết vào về bên trong lồng đài tưởng niệm, nơi được là cảnh trang người đến giải phóng quân, với ý nghĩa rằng âm và dương không cách biệt, mà âm và dương luôn hòa quyện vào nhau. Mối liên hệ này giống như mối quan hệ giữa người sống và người đã khuất. Chúng ta đang sống trong hòa bình. Hôm nay, nhờ công ơn cả anh hùng liệt sĩ, cảnh chỉ đến với thành cổ Quảng Trị, một người lên đài tưởng niệm thành tâm dâng một nén tâm hương để tỏ lòng tưởng nhớ, tri ân, tôn vinh và cầu mong cho linh hồn cả anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ ở mảnh đất này
sẽ được siêu thoát ở cõi vĩnh hằng. Bên ngoài tầng lực nghi, bên trên có 81 bức phù điêu tượng với 81 tờ lịch, ghi lại từng ngày một, bắt đầu từ ngày 28 tháng 6 và kết thúc vào ngày 16 tháng 9, nối với nhau qua một cầu kết điều như một mái đình thiệt, để nhắc nhở tất cả mọi người khi về dâng hương ở tỉnh cụ Quảng Trị, chúng ta gạt bỏ hết những ham muốn tầm thường ở bên ngoài và đến đây bằng tấm lòng thành kính ngưỡng vọng. Cho đến hôm nay, ngày 16 tháng 9, ngày kết thúc chiến dịch 81 ngày đêm, được ban quản lý di tích thành cổ tròn là ngày rỗ chung cho các liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng, hy sinh và nằm lại với mảnh đất thành cổ Quảng Trị này. Bên trong lòng tầng này có cái cầu sông và có hai trục đường chính được giao nhau đi về tử phương. Về mặt tâm linh mà nói, chính giữa trung tâm của lòng đài tưởng niệm, đây là nơi hội tụ linh hồn của các chiến sĩ từ tử phương tạm hội tụ về bên đập mộ chung này. Chính vì vậy mà vị trí chính giữa được đặt hành trang người lính giải phóng quân, tượng trưng cho linh hồn chiến sĩ. Hành trang của người lính giải phóng quân mang theo về chiến trường giản dị mà đơn sơ, chỉ với một chiếc mũ tai bèo, ba lô, bi đông đựng nước, một đôi dép cao su và khẩu súng AK, chỉ từng ở đây thôi mà các bác, các chú, các anh đã làm nên lịch sử. Thưa các anh các chị, chiến tranh đã đi qua, nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa có một số liệu thống kê đầy đủ và chính xác nào là có bao nhiêu liệt sĩ đã mãi mãi yên nghỉ ở mảnh đất này. Nhưng có một điều mà mọi người ai cũng biết, các anh, các chị ra đi ghi tóc đang cọc xanh và nằm xuống khi đang mang trong mình nhiều hoài bão, ước mơ và khát vọng. Khát vọng được sống trong hòa bình, độc lập và tự do. Họ là những chàng trai, cô gái đến từ những đảo miền quê yêu thương của tổ quốc chúng ta. Trong số đó có những chàng sinh viên sẽ đột nhiên các anh cầm súng để tặng vào mặt trận theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc. Không có những người đã anh dũng chiến đấu nằm lại với mảnh đất này. Không một tấm bia, không một nấm mồ, không một sông địa chỉ, vĩnh viễn yên nghỉ ở mảnh đất thành cổ mà không còn trở về với quê hương, xóm làng, gia đình, người thân, bạn bè mình nữa. Để cho đến tận bây giờ vẫn còn có rất nhiều cảnh những bà mẹ mắt đạm mờ, tóc đạm bạc mà ngày đêm vẫn ngóng tình con, nghe một tiếng đồng khẽ thôi cũng ngờ các anh về bên mẹ. Nhưng các anh không về với mẹ cha nữa, bởi các anh đã quá tương lai. Một thế hệ thanh niên đã theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc vào về chiến trường Quảng Trị, và tiêu biểu trong số đó có liệt sĩ Lê Văn Bình. Anh Lê Văn Bình lúc bấy giờ đang là sinh viên năm thứ tư khoa cổ đường của trường đại học xây dựng Hà Nội. Vợ của anh Lê Văn Bình là chị Đặng Thị Sơ. Cuộc đời người phụ nữ làm dâu tròn một nhịp người, làm vợ vẹn vẹn chỉ 10 ngày tròn. Tình vợ chồng chung sống với nhau mới được 6 ngày chưa kịp có con, thế nguyên nhân là nhập ngũ vào chiến trường Quảng Trị. Khi vào cái Quảng Trị, như thể được sự khốc liệt của chiến tranh và đã linh cảm trước về vận mệnh của mình, anh Lê Văn Huỳnh đã viết một bức thư gửi về cho toàn thể gia đình phóng viên hy sinh. Bức thư của anh có trích đoạn viết như sau. Quảng Trị, ngày 11 tháng 9 năm 1972, toàn gia đình kính thương. Hôm nay con ngồi đây biên vài dòng chữ cuối cùng đã đi nghiên cứu bí mật trong lòng đất, thì gia đình khỏi thấy đó là điều đột ngột. Mẹ mình lớn lên trong tay mẹ từ khi còn chút nước, chưa đền đáp được công ơn to lớn đó của mẹ, thì đứa con út của mẹ đã phải đi thăm bố con rồi. Thư này đến tay mẹ, chắc mẹ buồn lắm, công mang nặng đẻ đau, giọt máu đào hơn ao nước là. Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời ơi hỡi trời, con của mẹ đã đi xa, để lại cho mẹ nỗi buồn nhất trong đời. Con rất hiểu, đời mẹ khổ đã nhiều, nay bao hy vọng
nuôi con khôn lớn. Sống vì đất nước có chiến tranh thì mẹ ơi hãy lau nước mắt cho đời trẻ, sống cho đến ngày đón mừng chiến thắng. Con đi, mẹ ở lại trong tuổi bạc đầu, xem như con lúc nào cũng nằm bên cạnh mẹ. Mẹ đừng buồn, cho linh hồn con được thoải mái bay. Bố con đã đi xa, để lại cho mẹ biết bao khó nhọc. Nay con đã đến ngày khôn lớn thì ôi nhé, mẹ đừng buồn, có như con đã sống trọn đời cho tổ quốc mai sau. Để cho vợ có đoàn anh biết em thương yêu, anh biết em sẽ không đọc nổi lá thư này, bởi biết bao nỗi buồn đè nặng lên tấm thân người con gái trẻ tuổi như em. Nhưng em ơi, hãy bình tĩnh lại và làm theo lời anh căn dặn. Còn ngày anh đi xa là ngày đề ngoài phong bì mà anh nhờ các bạn anh gửi. Em sẽ đọc thư này cho mọi người trong gia đình nghe trong buổi lễ truy điệu anh. Cho anh gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả những ai quen thuộc trên quê hương chúng ta trong buổi lễ truy điệu lịch sử này. Ôi nhà em, đừng buồn, khi được sống trong hòa bình hãy nhớ tới công anh. Và nếu em còn thương anh, hãy vào Nam đưa hải cốt của anh về đường đến như sau. Đi tàu vào thị xã Quảng Trị, qua sầm sốc Thạch Hàn, đó là nơi anh đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ đưa hàng qua sông. Từ thị xã ngược trở lại cầu, hỏi về làng Nam Biểu Mục. Nếu tiền xuôi theo dòng nước thì ở cội làng. Về đó em sẽ tìm thấy một dòng bia khắc sẵn tên anh được đục trên một mặt. Thôi nhé, đó là nếu có điều kiện. Còn không, em hãy làm theo những điều em dặn ở phía trên là tốt lắm rồi. Và sự thật diễn ra đúng như vậy. Anh Lê Văn Huyền hy sinh khi đang làm nhiệm vụ đưa hàng qua sông cùng với hai đồng đội. Mãi cho đến năm 2002, gia đình mới tìm thấy được hài cốt của anh ở thôn Tầm Phước, xã Triều Thượng, huyện Triều Phong, tỉnh Quảng Trị, và đem về an táng ở nghĩa trang quê nhà. Quê của anh ở xã Lê Lợi, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Và chị Đặng Thị Sơ, chị vẫn ở về thờ chồng, hiện chị vẫn đang sống ở quê hương Thái Bình. Bức thư chị trao cho bảo tàng thành cổ sau khi tìm thấy được hài cốt của chồng mình, bởi chị muốn rằng khi mọi người về tham quan thành cổ Quảng Trị, tất cả mọi người sẽ được biết đến, sẽ được kể về câu chuyện cảm động của gia đình anh chị, câu chuyện về nỗi đau thời hậu chiến. Tạo một ngày đêm quyết giữ thật, bao người nằm xuống tóc còn xanh, ai về thành cổ cho nhận người một nén hương lòng viếng các anh. Hôm nay các anh chị đến các ngày rằm tháng với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, tại Quảng Trị có tổ chức lễ hội thả đèn hoa đăng, thả hoa trên dòng sông Thạch Hàn để chúng ta sưởi ấm linh hồn các kiệt sĩ đã yên nghỉ ở dòng sông Thạch Hàn linh thiêng này, để các anh biết rằng mọi người luôn nhớ tới các anh, những con người đã xả thân vì sự trường tồn của tổ quốc, vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Có bác Lê Bá Dương, một cựu chiến binh của thành cổ Quảng Trị, trong một dịp từ Khánh Hòa về với thành cổ, thắp một nén hương tri ân đồng đội, thả một nhánh hoa trên dòng sông Thạch Hàn, mà lòng ông nghẹn ngào xót xa khóc thương rằng: đò lên Thạch Hàn, ơi kiều đáy sông còn đó bàn tôi nằm, có tuổi 20 thành sống nước, bộ yên bờ mãi mãi hẳn năm. Vâng, sự kiện lịch sử thành cổ Quảng Trị với tạm một ngày đêm mùa hè lịch sử năm 1972 mãi mãi là một bản anh hùng ca tuyệt vời về những con người lấy găng vàng trở về sát thép để làm nên một tượng đài sừng sừng về lương tri và phẩm giá con người trước vận mệnh tổ quốc. Nơi đây mãi là cội nguồn, là địa chỉ đỏ cho những cuộc cảnh hương về dòng sử và cho những ai muốn chiêm nghiệm về sự sống, sự hy sinh bất tử.